mắm Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Đây đây, em đậm gì vậy? Rồi em đợi cả tiếng rồi, giờ em có cái gì có chữ là em đọc hết. Nhờ chai nước mắm, chai tương ớt em đọc hết. Chứ bây giờ là rảnh có làm giờ, gì? Giờ hai mình nãy giờ ngồi đợi gì vậy? Quên mục đích mình tới đây luôn á. Đợi người đàn ông trong chai nước mắm. Đúng rồi, gọi cho ảnh đi. Trời đất ơi, đợi sao tự nhiên quay bữa ngon nhớ đời mà bây giờ mình đợi vô tới cả tiếng vậy? Ừ, cho hành chờ nhớ đời luôn á. Thường là anh điền đúng giờ lắm nha, để em gọi FaceTime nha. Anh coi. Ừ, để biết hai cái mặt chờ đợi nè. 10 phút sau. Ồ, máy hả? Thôi rồi rồi, em gọi bằng Facebook không? Thôi anh gọi số điện thoại anh luôn đi cho rồi. Rèn, đang đang đợi, không bắt máy. Rồi, em nghi rồi, anh bùm kèo rồi, em biết rồi. Không bắt máy. Biết sao không? Mấy bữa trước em coi, em thấy là anh điền thua túi bụi luôn. Trời ơi. Đường vào tim anh ôi văn xa. Thu hoài hả? Là anh móc bóp ảnh cả 8 chầu trước luôn rồi. Tới mình á, cái nhà hàng này sang như vậy chắc chắn là cái bill rất là bự luôn á. Ông sợ. Ông sợ ngày hôm nay ông ăn cái bill này cho nên không. Rồi giờ sao? Giờ anh em mình sao? Thôi bây giờ ổng tới rồi, giờ ai giới thiệu món ăn là ai nói chuyện. Anh mình bỏ mình rồi, biết làm sao bây giờ. Thôi dẹp không quay gì nữa nha. Dạ dạ, rồi cảm ơn ekip. Thôi để chừng lần khác mình có đầy đủ anh em mình quay nha. Dạ, trả lại chai nước mắm nha. Thôi mà anh lần sau anh phải bye, kiểm tra người. Thật sự cảm ơn mọi người nha. Về thôi chứ sao giờ. Cảm ơn cả nhà đã xem tập 3 chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời, tập có thể lượng ngắn nhất lịch sử này. Thôi tụi em xin lỗi anh nha. Tại vì hồi nãy mình nghĩ xấu cho ảnh. Mình nói là ảnh sợ thua cái anh đó. Đúng rồi. Ai ngờ. Đi đâu mà vội mà vàng. Dừng chân ghé lại gian hàng Chu Diêm Somehow để ủng hộ giải cứu đồng bào miền Trung. Mại vô. 1 ký bắp cải 6.000 đồng. 1 ký bắp cải 6.000 đồng. Quay cái gì vậy? Mại vô. Khoan. Đó không phải là cái người mà anh em. Trời đất ơi, nhìn ổng là biết liền, còn ai nữa. Đi đâu mà vội mà vàng đưa anh rồi. Anh Color Man. Anh đi. Trời đất ơi. Nani. Trời đất ơi. Đi đâu mà vội mà vàng. Dừng chân cái lại gian hàng Diêm Somehow. Trời. Rồi đây, 6.000 một ký ủng hộ đồng bào miền Trung. Móc ra Maroc. Ê, cái này ủng hộ thì ủng hộ, nhưng mà bây giờ anh đứng ở đây anh bán cái này hả? Ừ, anh đang làm chương trình tiếng rau mà. Tiếng rau 4.0. What? Cái gì tiếng rau? Ừ. Anh hẹn em với Trinh tới bữa ăn nhớ đời. Bữa rồi, ngon bắt nhớ bán. Đời. Bữa mà bây giờ tụi em lại chờ nhớ đời luôn. Ừ, em chờ anh nãy giờ gọi. Sao tới nãy giờ không gọi anh? Coi điện thoại giùm em. Thấy ở Facebook em cũng gọi anh luôn á. 8 cuộc rồi đó. Rồi. Không, cái này cũng ý nghĩa thôi. Bây giờ mình giải cứu đúng đi rồi mình vô. Rồi bây giờ mình bán đi, mình bán một hồi đi, mình bán được. Coi ai mua mình tính. Bắp cải 1 ký 6.000. Bắp cải 1 ký 6.000. Dạ cho chị ghé vô kìa. Mày vô. Bán thiệt nha mọi người ơi. Bà con cô bác, một chiều duy nhất, một ngày duy nhất, 20.000 một bình bắp cải rất là bự luôn. Giải cứu bắp cải 6.000 chị, một mang bao nhiêu? Hai trái. Hai trái bắp cải giải cứu đồng bào. Anh chị ơi, giải cứu bắp cải. Chí Thiện bán bắp cải, mua một cái tặng một cái, anh Điền trả tiền. Bao nhiêu? 15.000. 20 ký rồi. Dạ rồi, 15.000, chị em xin 15.000. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. 20 chị tặng luôn. Cảm ơn chị nha, giải cứu đồng bào. Hai trái. Thưa các bạn thân mến, mọi người, chúng ta đang xem những cái khoảnh khắc đầu tiên của chương trình Tiếng Rau 4.0. Ủa phải lộn, bữa ngon nhớ đời. 20.000, hai trái ngon lành mọi người ơi. 30 phút sau. Nữa nè. Thôi vô quay đi, hết vợ rồi. Tụi em điện ơi, tụi em muốn đây chơi. Bây giờ mình tới với bữa ngon nhớ đời. Bán tốt nha.
Chu Dim Sum House là một trong những nhà hàng Hồng Kông nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến với Chu Dim Sum House, bạn sẽ phải ấn tượng bởi không gian rộng rãi và nội thất sang trọng. Nhà hàng nổi bật với tông màu đen đỏ đặc trưng, đi cùng là những chi tiết gỗ mang đậm phong cách truyền thống, tạo cho thực khách cảm giác đang ngồi thưởng thức ẩm thực ngay chính tại Hồng Kông. Bên cạnh không gian đẹp thì hương vị nơi đây chính là một nét chấm phá. Các món ăn ở đây được nấu theo công thức bí truyền của vị bếp trưởng dày dặn 33 năm kinh nghiệm trong nghề. Chính điều đó đã tạo nên một hương vị hoàn toàn khác biệt cho Chu Dim Sum House mà bạn không thể tìm thấy được ở bất kỳ đâu. Nếu bạn còn đang tò mò và không biết đồ ăn Hồng Kông sẽ như thế nào thì không đâu tuyệt vời hơn nơi đây. Đồ ăn chất lượng, giá tiền hợp lý, phục vụ điểm 10, một sự lựa chọn hoàn hảo, một nơi để bạn tận hưởng trọn vẹn tinh hoa văn hóa ẩm thực Hồng Kông. Anh quên hai tụi em ngày hôm nay có hẹn. Đúng không? Anh quên luôn, hai anh sợ. Không, hồi nãy anh tới xong anh thấy đang rau rau vui quá đó, tự anh nhớ lộn. Mình nói là hả, ảnh sợ thua cái anh rất. Đúng rồi, cũng ai ngờ là ảnh đang bán bắp cải ngoài kia không, cho đồng bào. Không, thiệt ra là tại anh thua quá nên anh cũng quán luôn á. Bây giờ anh thua không hả? Ừ, thua quá quán luôn, xong tự nghe tới bữa ngon nhớ đời bị ám ảnh luôn. Không sao, hôm nay cũng vậy đó. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng nước mắm Nhĩ Cá Linh Mekong Colorman. Chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời được phát sóng vào lúc 19:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Colorman rất là vui và vinh dự mời được hai khách mời là nghệ sĩ rất là dễ thương, ngồi kế bên tay trái của mình đó, nguyên một bộ đồ đỏ. Đây là bạn Liêu Hà Trinh, MC Liêu Hà Trinh. Dạ, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Dạ, kế bên Liêu Hà Trinh là một cái gương mặt mà chắc chắn là rất nhiều fan nữ đốn tim, rất nhiều fan nữ, đó là ca sĩ Chí Thiện. Chí Thiện rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Và ngày hôm nay hy vọng chúng ta sẽ có một bữa ngon nhớ đời nhé. Một cái thực tế mà mình nói ra thì nó hơi xấu hổ. Được. Nhưng mà thông thường mình đi ăn là mình ít có trả tiền. Em không có trả tiền. Tại vì em đi với quản lý, em cũng quản lý em cũng trả à. Đúng. Em không bao giờ cầm em người. Anh cũng vậy luôn. Ờ, anh đâu bao giờ đi xong tiền đâu. Đi có lần mà em đi mình á, em cứ đứng dậy em đi ra luôn. Ê, chị Mai Lâm chứ sộp cho anh có thể kết bạn Facebook cho em với chị Mai Lâm chơi thân. Không, quản lý anh chỉ trả tiền cho anh thôi. Còn riêng như Trinh đi là chắc chắn là trai trả chứ không bao giờ Trinh trả. Trời ơi, trai ở xa 2 năm nay chưa về được, không ai trả cho em luôn. Thì trai ở xa không trả thì cũng có trai gần trả. Trai gần nào anh, làm gì có trợ lý trả. Thí dụ đi với Thiện, nhân lại với Thiện không trả. Nếu đi với anh thì anh sẽ trả cho em á. Ừ. Nếu đi với anh thì anh sẽ trả cho em á. Nếu đi với anh thì anh sẽ trả cho em á. Ừ. Anh sẽ dẫn gọi chị Mai Lâm tới trả. Dạ, nhưng mà anh dẫn em đi ăn ở chỗ nào mới là quan trọng. Ừ, thì giống như hủ quán hủ tiếu ngoài đường đó. Thôi. Rồi ví dụ em đi với anh, chẳng lẽ anh để em trả? Dạ. Đúng, đó là bình thường. Ừ. Còn ngày hôm nay ngày là, ngày hôm nay là phải khác. Hôm nay là mình chơi game, mà chơi game là mình phải quyết thắng. Đúng rồi, phải có thắng có thua. Chứ không phải là vì anh hay Chí Thiện không thể trả cho em, đúng không? Đúng, em đồng ý. Chẳng lẽ giờ có một người phụ nữ ở đây mà anh em mình lại không trả được. Đúng. Dư sức. Chuyện đó chuyện bình thường. Tiền bạc gì tầm này. Đúng rồi. Chọn bào ngư dắt vàng ra đi ạ. Đó, nhưng mà bữa nay anh muốn em có một kỷ niệm nhớ đời. Chính vì vậy chương trình nó có cái tên là Bữa Ngon Nhớ Đời. Mình hy vọng rằng Liêu Hà Trinh và Chí Thiện sẽ có một bữa ngon nhớ đời với đúng nghĩa của nó, đó là mình được trả tiền một lần trong đời của mình mà tới cái mức mình có thể choáng váng luôn. Đúng. Dạ. Đúng. Tức là sẽ trả rất là nhiều, tại vì mình sẽ gọi ra rất nhiều món ăn anh coi rồi. Bởi vì thực đơn của chúng ta ngày hôm nay có lẽ là một trong những cái thực đơn khủng nhất của toàn bộ cái mùa 1 của Bữa Ngon Nhớ Đời. Nào mời quý vị các bạn cùng hướng về màn hình để xem video clip giới thiệu. Mở đầu cho đại tiệc ngày hôm nay sẽ là món gì đây ta? Bột há cảo, trứng muối, tôm, da hoành thánh, tàu hủ kỳ, bơ và thịt heo đã đi một chặng đường siêu siêu dài từ một đất nước xa xôi để đáp xuống tay của anh đầu bếp tại Chu Dim Sum. Bắt đầu sẽ là công đoạn pha bột theo công thức gia truyền.
Với những cú xoay bột điệu nghệ uyển chuyển như thế này thì đủ để thấy đẳng cấp của anh đầu bếp không phải là dạng vừa đâu. Công đoạn quan trọng nhất để tạo nên một lớp áo tuyệt vời cho há cảo thủy tinh là đây. Để có được một lớp vỏ siêu mỏng, căng và dai, anh đầu bếp đã nhào bột trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Kết thúc bằng một pha cán bột phải gọi là đỉnh của chóp. Một tác phẩm đầy công phu như vậy thì sẽ có giá là bao nhiêu đây? Tiếp đến là xíu mại Phùng Hoàng. Nghe cái tên kêu thế không biết. Tốc độ làm của anh đầu bếp thì sánh ngang với tốc độ của ánh sáng. Một tốc độ cực đại đã nhanh chóng làm đầy ấp xíu mại uống na uống nừng. Cán và gói cho thật đều tay là có ngay em bánh bao kim sa trứ danh gần xa. Là hấp chuyên dụng được nhà hàng đặt riêng từ nước ngoài về để hấp dim sum chín ở tỷ lệ hoàn hảo nhất. Giải nhà hàng chịu chơi nhất, không chu chứ ai. Giờ thì bắt tay vào làm ngay món bánh cuốn tôm tươi, đòi hỏi kỹ thuật cao từ anh đầu bếp. Nhìn đôi tay này thì khỏi phải nói rồi, chắc chắn là đôi tay vàng trong làng dim sum. Nhưng mà chưa hết đâu nha, còn một siêu phẩm phải kể đến đó chính là tàu hủ kỳ tôm chiên. Chiên ngập trong dầu ăn thường hạn để đạt được chuẩn vị giòn sụm từ vỏ, độ ẩm mịn bên trong của nhân. Anh đầu bếp không chớp mắt dù chỉ một giây, chỉ để canh chuẩn xác giây nào là vừa đẹp để có thể vớt bánh ra thôi đó. Ngào ngạt, thơm lừng, bắt mắt, hấp dẫn, căng mộng, tròn đầy, đủ để con tim của bạn xao xuyến hay chưa? Một gấp là say đắm, hai gấp là đắm say, ba gấp là ngất ngây. Ngất ngây, ngất ngây và ngất ngây. Kỳ công, tinh tế và hoàn hảo. Trọn vẹn là hai từ miêu tả dành cho chu dim sum. Còn bạn, bạn sẽ trả bao nhiêu tiền để thưởng thức sự trọn vẹn này đây? Món ăn tiếp theo đây sẽ khiến cho bạn mắt chữ A, miệng chữ O đấy nha. Tươi rói, căng bóng và săn chắc là những gì mà quý vị nghĩ về tôm. Cùng một dàn nguyên liệu xanh hết sức bắt mắt. Lột vỏ tôm cho thật nghệ. Những đường cắt ngọt liệm. Pha một tỷ lệ bột hoàn hảo theo công thức bí truyền để khi tôm chiên lên thì đạt được độ giòn tuyệt đỉnh. Quý vị khi ăn còn phải trả quyền sở hữu trí tuệ không phải thấp đâu nha. Điểm nhấn nổi bật cho hương vị lần này xin được giới thiệu siêu sao dưa lưới đến từ vùng đất xa xôi ở nửa bên kia trái đất. Trải qua 14 giờ bay liên tục vẫn giữ được phong độ tươi ngon. Mayonnaise cùng với một chút chua chua từ vị chanh sẽ tạo ra một hỗn hợp hoàn hảo khi kết hợp cùng với tôm. Tất cả quyện lại tạo nên một hương vị gây bùng nổ vị giác. Và nhân vật chính trong món ăn tiếp theo đây chính là cá mú lông hoàng trân châu, luôn đứng đầu trong danh sách các loại cá được thực khách săn đón nhất hiện nay. Không chỉ nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon hết sảy mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. Các sợi lần lượt cần tây, ớt chuông bằng những đường dao dứt khoát và vô cùng chuyên nghiệp. Bộ đôi hành tây, các múi câu cùng mãn nhãn với kỹ thuật lóc cá đầy điêu luyện của chú đầu bếp sương sương 33 năm kinh nghiệm. Phần đầu cá đem đi chiên ngập dầu. Phần thịt thì chiên sơ để cá thêm phần săn chắc và dậy mùi thơm. Nhờ có cơ tay săn chắc mà chú đầu bếp đã thực hiện thành công những cú hất đầy nội lực, giúp cho mọi hương vị quyện đều vào nhau một cách tuyệt vời. Ta-da! Đĩa cá thơm ngon hảo hạng này đã xếp thứ hai thì không ai thứ nhất. Thịt cá dai có độ đàn hồi. Sức hút đặc biệt của cá mú trân châu còn đến từ vị ngọt thanh có 102, tạo nên vị ngon đặc trưng mà không loại cá nào có được. Quý vị sẽ trả bao nhiêu tiền để nếm thử hương vị ăn một lần nhớ một đời này đây?
tiếp theo xin mời quý vị đến với món vịt quay Bắc Kinh. Cái tên đã nói lên tất cả, nổi danh từ lâu trong làng ẩm thực thế giới bởi lớp da màu bánh mật căng bóng đẹp đến hoàn hảo. Để sở hữu được lớp da sexy như vậy thì vịt đã phải được quay trong lò suốt 2 tỷ 700 triệu micro giây và kỹ thuật xối dầu đỉnh cao đến từ anh đầu bếp của True Dim Sum. Khó khăn lắm thì chú vịt này mới bay từ Bắc Kinh về Việt Nam được, nên là tiền vé máy bay cho chú vịt nổi trứ danh này sẽ được phụ thu vào giá của món ăn đó nha. Kỹ thuật lóc da vịt đỉnh của shop này thì phải đáng giá hàng triệu để xem đấy chứ. 5 miếng da đều tăm tắp, chính xác đến mức không sai một ly. Da vịt thì phải đi kèm với bánh bía. Độ béo của da sẽ trở nên hoàn hảo khi kết hợp cùng với vị nồng nhẹ của đầu hành và cuộn đều tay dưới lớp bánh bía mỏng mềm. Thớt dày chục phân, dao to chục bảng, một màn chặt vịt vô cùng mãn nhãn đến từ chú đầu bếp dày dạn 33 năm kinh nghiệm trong nghề. Từng đường dao cắt ngọt liệm và thoăn thoắt, chỉ cần lỡ chớp mắt một cái mà đã thấy một đĩa vịt hoàn hảo ngay trước mắt thì đừng có bất ngờ đó nha. Và món tiếp theo trong combo trứ danh này là món xương vịt rang muối Hồng Kông. Thả đều muối và nổi lửa lên. Những cú hất chảo đầy điêu luyện thật là biết nịnh con mắt người xem mà. Ta-da! Mê ly luôn, chịu gì nổi. Nhưng mà món ăn còn chưa hết đâu. Cơm chiên mà đi với thịt vịt thì mê chữ ê kéo dài. Những cú hất của chú đầu bếp chưa bao giờ làm người xem phải thất vọng. Hạt cơm săn đậm vị quyện cùng với sự ngọt thơm từ thịt. Ăn cùng một miếng xương vịt rang muối nữa thì đỉnh của đỉnh. Mạnh dạn đoán giá của món ăn vừa công phu lại vừa chất lượng như thế này thì cũng phải cỡ 6 số 0 trở lên đó nha. Và điểm nhấn cho đại tiệc ngày hôm nay chính là đây. Wow, hội tụ đầy đủ các siêu sao đến từ biển cả, chỉ có thể thốt lên 3 từ: sang, xịn, mịn. Xin được giới thiệu phi cá đến từ biển. Bào ngư quý hiếm chỉ xuất hiện trong bữa ăn vương giả hoàng tộc. Côi sò điệp Nhật 5 tuổi. Hải sâm bổ dưỡng và là một vị thuốc tuyệt hảo. Cua sai khủng sở hữu chiếc càng siêu to khổng lồ. Tất cả đã có mặt tại True Dim Sum. Nồi nước lèo được hầm trong 28 tỷ 800 triệu micro giây liên tục. Cho lần lượt tất cả các nguyên liệu quý hiếm vào và nấu cho đến khi nước quẹo lại là có ngay món chu gia nhất phẩm tay cầm trứ danh. Biên tập cảm thấy là hơi choáng váng và đau đầu cho màn đụng độ toàn những thứ quý hiếm và bổ dưỡng thế này. Bao nhiêu tiền thì đủ đây cơ chứ? Một màn kết hợp toàn đỉnh của job thì có giá là bao nhiêu đây? Quý vị hãy suy nghĩ cho thật kỹ nha. Ban đại tiệc đã sẵn sàng, thưởng thức ngay đi thôi. Chết. 7 phút đau đớn nhất. Dạ. Nãy giờ em phải tỉnh táo lên, Trinh, tỉnh táo lên. Bao nhiêu kiến thức của toán học vô đầu. Trời ơi, bạn nào quay cái ẩm thực này về tăng lương liền nha. Má anh ơi, chuẩn luôn. Còn ai biên tập nào mà làm cái clip này về trừ lương liền nha. Trừ nè, tự nhiên tới giờ này coi như đói rồi, tra tấn mình coi này. Đúng rồi. Hợp lý không? Đúng không? Rồi. Ai đã sướng lên cái ý kiến là đến đây là người đó chuẩn bị đi. Nhưng mà chắc gì em thua. Chắc gì anh thua. Để xem. Để coi. Chầu này hơi căng đó. Dạ em xin phép ạ. Rồi. Ngon ạ. À đúng rồi, đó. Wow, tới giờ ăn đếm rồi. Bao dạ. Ủa không phải hả? Ừ, chưa được ăn em ơi. Em ơi, em có thể đổi anh cái bút đỏ được không? Mỗi lần anh cầm bút đen là anh có. À giờ anh cầm bút đen đi. Anh cầm bút đen đi. Cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn tụi em tự xử được rồi đó. Dạ, được, cảm ơn anh. Anh màu xanh em màu đỏ. Đó. Ok, anh màu đen. Dạ. Trận nào cầm bút đen là trận đó đều gãy hết, không biết tại sao. Bây giờ mình đoán trước luôn hả anh? Đó, bây giờ mình cứ ghi trên đây nè. Hai cạo thủy tinh. Rồi thử cứ đoán đi. Một dấu hôn. Cố lên Trinh ơi, Trinh ơi cố lên. Không thôi bán dây chuyền đó Trinh ơi. Anh có bị bài đó. Anh ơi giữ sự chính trực của một người anh. Dạ. Không, anh thua quá là anh sẽ không còn chính trực đâu, yên tâm. Nhớ lại. Há cảo thủy tinh. Cái vỏ rất là mỏng nhẹ. Món này chắc tầm. Há cảo thủy tinh chắc mấy cục nữa mà, quan trọng là mấy cục nữa, một cục bán khác. Bố ơi, 4 cục á, như 4 cục á. Anh đừng có bị bài em. Anh có copy.
rồi tôm ngũ cốc sốt. Ủa có món đó hả? Ây da, cá mú. À cá mú, cá mú bữa mới mua với mẹ lần ký nhiêu. À nhớ rồi, tôm ngũ cốc rồi, cái này mắc nè. Tôm ngũ cốc sốt mayonnaise mà Hồng Kông, đi từ Hồng Kông về nữa. Tôm ngũ cốc anh lấy nhiêu? Kệ anh. Tôm ngũ cốc anh lấy nhiêu? Kệ anh. Kệ anh. Kệ anh. Khúc này là không anh em gì hết trơn á. Rồi tôi làm 108 luôn á. Con cá mú đó 200 đi, 2,5 kg. Em thấy là con tôm này chắc 200. Cầm đâu đâu. Cá mú là lại nguyên con đó. Nguyên con đúng rồi. Cá giận nhiêu quý vị? Cá mú giận nhiêu? 2,5 kg. Không, không nói anh biết rồi. Không, không nói anh biết rồi. Không, không nói anh biết rồi. Bây giờ là combo vịt quay mới kinh nè. Là cái vừa cái da vịt giòn mà tính tiền luôn bò bía, tính tiền luôn cơm với thịt vịt chiên và xương vịt rang muối Hồng Kông. Trời, tôi đã xong. Em đây ok đây. Em cũng xong. 500 ngàn hả ta? 700. Ủa cái này hình như là 1 triệu luôn á. Hả? 1 triệu, 1 triệu, 2 triệu, 2 triệu, 1 triệu. Chu gia nhất phẩm là rất mắc nè. Chu gia chắc 1 triệu quá. Và bây giờ lát ban tổ chức sẽ đánh dấu vô coi mình trúng bao nhiêu nè. Ai trúng nhiều nhất thì người đó sẽ nhận được một đáp án chính xác. Được chưa? Rồi. Ký tên nè. Rồi xin mời ban tổ chức chấm điểm giùm. Ba. Vẽ cái hình cho nó hên. Ủa anh bắp cải ai hốt vậy? Kệ anh ta. Kệ anh ta. Chơi xin phép à? Đây 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 đây. Cầm 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 giùm em. Ừ, mấy người này hay ăn copy bài lắm. Dạ xin phép gửi lại ạ. Rồi. Của anh. Anh có đúng cái gì không? Trật lất hết. Anh đúng có một món nữa nè. Ôi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi. Ôi. Trời ơi. Ôi. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Trật hai món chính luôn. Yeah. Mấy đáp án. Ủa anh không có cái nào đúng hết vậy anh? Không. Hả? Anh hai cái nè. Đó đúng rồi. Giới thiện là được cái bánh cuốn. Bánh cuốn tâm tươi. Bánh bao kim sa. Bánh bao kim sa. Ủa bánh bao kim sa giới thiện để 60 mà gần ha, rồi để anh nốt lại. Đấy. Em biết rồi đấy. Ok ok. Nốt lại nốt lại. À thì đây là bánh bao kim sa tầm tầm 60. Cái kia. Của anh nhiêu anh đúng không? 1,5 triệu. Bánh cuốn da khoảng 1,5 triệu. Ồ, cái này của em giống anh mà, anh 609, em 700 mà. Thì, nhưng mà em gần hơn anh. Vậy có lẽ cái này là... Cái này là 300 quá. Ủa? Cái đầu tiên của anh là gì? Ủa? Đầu tiên không phải là 55 mà cũng không phải 65, vậy là 75 rồi. Hoặc là 70. Của anh đúng được cái đầu không? Đúng được cái đầu không? Đúng được cái đầu. Cũng không phải 75. Khoan mọi người ơi, tôi sai nhiều quá, tôi theo không kịp từ từ. Anh có cái món này kỳ lắm nè. Cái món há cảo thủy tinh không phải 55, không phải trong tầm 65, cũng không phải 75, thì là nhiêu? Rẻ hơn. Mắc hơn. Rẻ hơn hoặc mắc hơn thì nằm ở khu vực đó. Thôi mình quên cái này đi chứ có nhớ khó nhớ lắm, mười mấy món không nhớ nổi đâu. Được, chắc là luôn đi. Ủa mình khùng ghê, của mình sai hết rồi thì mình chỉ nhớ cái bên này thôi chứ. Của mình sai hết rồi thì mình chỉ nhớ cái bên này thôi chứ. 65, 70, 80, 65, 100. Anh đi copy, nó đi bài em, thấy bài em đúng nhiều nhất nha. 800 ngàn còn anh đi có nhiều hơn. Muộn coi chút coi, anh tại cái của anh nó sai hết, anh nhớ thì là anh chết. Anh lật lại cái thái độ của anh lúc đầu vô show đi. Thôi phải chứ anh là anh tin tốt bụng với em từ đầu, lên cho anh coi rồi. Kệ anh, khúc này là không anh em gì hết trơn á. Không, không nói anh biết rồi. 300-400 gì đó. Mùa đầu chỉ anh đi. Hay là chưa bao. Cái đó là mắc hay rẻ? Cái đó là mắc hay rẻ? Không biết. Ủa ai nói chi? Bắt đầu tôi cảm thấy có một lợi thế hơn chút với Hà Tinh rồi đó. Thiệt luôn á, không phải đâu. Tại vì cái phần này tới 12 dĩa là nó căng quá. Cái gì mà được có 2 điểm? Thành cũng 2 điểm chứ có hơn Thiện đâu. Mấy cái thằng mà chuyên gia 2 điểm là cuối cùng nó đều lội ngược dòng hết. Đúng. Tại vì á, con vịt lúc nào nó bơi ngược dòng hết đấy không? Đó, chứ sao nó bơi ngược dòng mà chiến thắng cho con. Không biết hồi nãy chiếc Thiện tự tin bao nhiêu phần trăm ha? Thôi. Thôi nhưng mà dù sao đi nữa thì ở cái vòng mà không nhiều ý nghĩa này thì Chí Thiện và Colorman cũng rất là sẵn lòng để nhường chiến thắng này cho Liêu Hà Trinh. Dạ. Và phần thưởng đó là một cái đáp án, một cái giá chính xác của một trong 10 món này. Chúc mừng em. Em được biết riêng một mình em. Xin mời bạn tổ chức. Một mình em đúng không? Một mình em. Em muốn chia cho tụi anh coi cũng được, không sao. Còn nếu em muốn giấu mình em cũng được. Thật ra cái bài của em mọi người copy hết rồi. Em cũng không còn gì để giấu nữa, nhưng em chỉ cần thắc mắc cái món nào mà em trúng em chính xác. Anh chỉ cho. Không ai. Cái này là giá chính xác của một món luôn nha. Là. Ủa? 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 Ủa?
Ủa? Giật mình. Anh ơi, cất liền. Ủa? Ở đây địch đông lắm, nên anh cất liền. Hay quá. Anh ơi, em số 2, số 5 mà. Liêm sĩ anh ơi. Đau quá à. Anh ơi, em biết rồi. Em biết rồi, sao kỳ vậy ta? Số 5 mà. Ủa? Liêm sĩ cho tầm này nữa. Em biết rồi. Em món gì em sẽ không ghi. Em giờ là sẽ có một món 250. Không, bây giờ 25.000 xê xích thì cũng làm nên chuyện. 250 525.000. Hai số 2 sao mà 520? Không. Anh bị ngược cái đầu. Thôi bây giờ mình đừng suy nghĩ đi, mình bỏ hết này đi. Thôi bỏ. Rồi ok, giờ trả lại nha. Cái form này đâu có được giữ đâu. Rồi. 60, 80, 100. 525. Rồi em được biết một món rồi đúng không? Hơi tình hình hơi căng thẳng. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến bắt đầu chúng ta sẽ đến với món ăn món đầu tiên. Dạ. Rồi. Món đầu tiên xin được phép kính mời. Món này là món em tò mò nhất nè. Rồi, giờ chúng ta cùng mở nha. Bây giờ mỗi người 2 món ha. Ờ, em mở món đó đi. 1 2 3. Bánh bao củ. 3. Bánh bao củ. 4. Dạ, em xin phép mời anh Điền ăn cái bánh bao trước. Dạ. Tại bánh bao nhiều tinh bột, anh ăn trước đi. Để tí nữa. Để tí nữa mấy cái gì gái em ăn. Em tốt quá. Dạ. Thằng nói chứ anh em mình tự hồn ai nấy giữ đi. Thôi không ăn hoa lan đâu. Bạn tôm. Bạn tôm chứ mỗi người đều phải thử một cái đó. Nhìn anh thấy nè, nó bốc khói luôn nè. Còn dính miếng tiêu nữa kìa. Nó thơm. Đưa ở đây mà nó đã thơm rồi đó. Đừng nói đưa mà đưa lại gần nha. Trời ơi. Cái vị nó cái vị vừa phải á, ăn không bị ngán. Không thể nào, quá vô lý. What? Không thể nào, quá vô lý. Hả? Chỉ là chân gà thôi, tại sao lại ngon như vậy? Thật vô lý, như một giấc mơ có thật. Không thể nào cưỡng được cái miếng tàu hủ kia chiên giòn rụm hồi nãy á. À đây. Mà phải chiên đúng nhiệt độ. Bao nhiêu nhờ? 160 độ hả? Cái này xa anh nè. Hay quá, chú Kiên ơi, dễ thương quá. Em muốn ăn thử, đó là tàu hủ kia hả? Hủ kia tôm chiên. Tôm chiên mà là tôm thiệt là tươi nha. Giòn rụm. Trời ơi, còn cái này thì thôi. Anh ơi, tôm ngọt liệm luôn. Còn đậu hủ tiên sực giòn, giòn đúng không? Rụm, ăn đây. Kêu rộp. Em ở yên đó, anh tới ngay. Đợi xíu. Anh tới ngay liền đúng không? Ừ, anh tới liền, anh tới liền. Em phải đi liền, em phải đi trước, Ráng đi trước bước à. Anh tới sau. Ngon. Bây giờ đỉnh của chót. Ở đây là cái vị nó vừa phải nè, ngon. Chân gà hấp tàu xì siêu ngon. Trời ơi, anh cầm luôn ấy, hả? Ăn nghe có lạ. Trời ơi, chân gà làm ăn phải gặm. Đây, cái sự xuất sắc tiếp theo nằm ở sự trong suốt của há cảo, được gọi là há cảo thủy tinh. Anh, em nghe nói cái này há cảo thủy tinh, anh thử ăn rồi, có thủy tinh ở trong em mới dám ăn. Trời ơi, nó là cái tên thôi em ơi. Thủy tinh nó khác với miệng chai nha. Trời ơi, anh ăn được hết một cục luôn. Ở ngoài rất là mịn. Nó không, anh cái mịn, nó trôi mịn, đó. Mịn. Và khi mà cái lớp vỏ nó không đủ, nó không quá dày. Thì mình cắn vào á, là cái thịt bên trong á, nó sực sực. Ăn rất là đã, ngay rất là sướng miệng. Anh ăn thường là anh ăn nguyên miếng mà. Dạ. Để cảm nhận trọn vị luôn. Vậy anh thử ăn thử một miếng bánh bao luôn. Vậy anh hết vô anh thử một miếng bánh bao luôn. Anh không hết được em ơi, cái này phải cắn hai lần em ơi. Vượt qua chính mình, anh thử xem. Anh không có điên. Hai vị xong là anh nghỉ giải lao luôn. Nghỉ giải lao luôn á. Bây giờ có em ăn bánh cuốn thử xem. Tôm hải gói là phải xuất sắc lắm nha. Hình như bánh cuốn này cái vỏ này là mình nhào mấy tiếng đồng hồ luôn phải không anh? Xuất sắc. Anh ơi, anh phải ăn thử cái vỏ không của bánh cuốn nha. Đừng ăn với tôm, tách cái vỏ ra ăn. Khoan, anh đang ăn. Sao? Anh ăn liên tục. Và anh cảm thấy là chết. Hình như còn món vịt với lại cái món bào ngư. Đúng, mình phải bình tĩnh. Dạ, xin phép gửi phiếu đánh giá. Dạ, gửi phiếu đánh giá có nghĩa là tụi em chấm điểm lại hả? Cái phiếu này là phiếu quyết định cuối cùng á. Sau khi ăn cảm thấy há cảo thủy tinh rất là ngon nha. Nhiều tôm như vậy chắc mắt lắm. Ủa, hồi nãy chân gà, chân gà mà chân gà của Trinh bao nhiêu ta? Chân gà của mình bao nhiêu? Chân gà của mình đúng nha. Đó, giờ nhớ chết liền luôn, thấy chưa? Nó không nhớ nổi đâu nè, chanh nhớ. Chanh bánh, trời bánh cuốn, bánh cuốn. Đem đồ ăn ngon là bây giờ mình bị lú luôn rồi. Ủa, nãy mình ghi bánh bao kiên sa nhiêu ta? Hồi nãy cái chân gà của mình đúng, lo nhớ của người ta, của mình quên, của mình luôn mới ghê. Cái bánh cuốn này cũng vậy luôn, trời, con tôm.
chấm nước mới được rồi. Nước tô tương mà sa tế nè, nó mới đã nè bà con ơi. Đó, mình phải dơ lên này thôi. Ai lo giá cả tôi không biết. Trước sau thì tôi không trả tiền nên là tôi khỏi gì nữa. Bây giờ em cứ ghi trước rồi xong em uống em ăn thôi. Đó, ráng tập trung chi, lát nữa cũng trả tiền. Tôm cực kỳ ngon. Và cái màu nó Thôi, không được rồi. Phải ăn thôi à. Phải ăn thôi chứ không có ngồi. Tính kệ đi, lỡ thua thì cũng trả kệ. Ăn đi rồi tính tiếp. Em quên hết trơn luôn rồi đó. Ký ức của em không nhớ món gì là món gì luôn. Bây giờ anh với em bánh bao kim sa mỗi người một nửa. Anh ơi, ăn cái này hấp dẫn là mình phải bẻ ra. Xong rồi ở trong nó chảy cái kim sa ra. Đây nè, quý vị. Cẩn thận, cái này nó sẽ chảy ra đó. Ừ, ok. Xem này. Xem này. Nó ngược hướng. Khoan ha, bây giờ em thử làm lại coi. Không, đây nè. Cái như cái đó mình bỏ qua đi. Mỗi người cái đi khỏi liên quan. Ừ, đúng rồi. Cái trải nghiệm của anh, em phải rút kinh nghiệm của em. Đầu tiên em sẽ đục một lỗ trên bánh bao để cho nó chảy ra trước. Đây, thấy không? Người ta có cách ăn này. Sau đó người ta sẽ ăn một cách tỉ mỉ bằng cách bóp nặng kim sa vô. Ủa sao không ra ta? Em ăn gì mà giống như là... Ủa sao không ra tỉ vậy? Cái cách này không ổn rồi. Bây giờ mình có một cái đâu này là dễ vậy đâu. Mình mở ra. Từ từ, đừng như Chí Thiện nha, Không, tuy của anh không vệ sinh lắm nhưng mà ăn ngon lắm. Em làm nhẹ nhàng nè, thấy không? Đấy. Kỳ công ghê, người ta làm gì nãy giờ có đổ gì ra đâu. Người làm đúng duy nhất nãy giờ ổng làm xong rồi kìa. Trời, cái bánh của người ta đã nó thẩm mỹ vậy, thọt cái lỗ xong rồi mút người xuống luôn. Vô lý. Bánh bao thôi có cần ngon dữ vậy ông trời. Không có gì hạnh phúc mà ăn uống hết trơn. Rồi bây giờ mình ghi điểm thôi, ghi giá nè. Em đã ghi nãy giờ rồi. Wow, cái bánh bao này ngon như vậy á, cái tiền trứng muối cũng rất mắc. Em nghĩ là khoảng 150 á. Đừng có làm anh rối. Em chưa làm anh đã đủ rối rồi, em làm rối thêm chi để trời. Em coi lại em ghi nhiêu đã. Đâu? Ý. Để em coi lại em ghi nhiêu đã. Ý. Mình ghi giá gì thấp dữ vậy ta. Ghi lợi. Ê Chí Thiện nãy em với anh trao đổi không? Anh cho em một món mà anh thấy cảm thấy hồi nãy anh được đúng đi. Em nhớ anh có hai món đúng, em cho anh một cái giá. Anh chưa có ăn xíu mại phụng hoàng không ơi? Ủa em cũng chưa. Không? Đúng rồi em cũng chưa. Chí Thiện. Nè, chưa. Xíu mại nãy anh ghi nhiêu để em cho anh một cái giá chính xác của một món em biết nè. Hên quá, em hỏi xíu mại giá nhiều. Ờ, chứ em hỏi xíu mại hồi nãy ai ăn hai cục là anh nói anh đó. Giờ ai cũng biết rồi đó. Anh xíu mại giá nhiêu nói cho nghe. Xíu mại. Hồi xíu nãy mại. Anh được đúng á, đúng không? À 80. Ủa? 80 hả? Ừ. Đúng không? Đẹp. Tại vì em nói cho anh nghe cái giá của tôn sốt nè. Anh đừng anh điện biết nha. Cái giá này chính xác nè. Chính xác từng milimit luôn. Ủa, vậy là hồi nãy mình coi cho cái giống. Nhưng mà xíu mại có phải 80 không? Phải. Đúng không? Còn... Anh đừng có lừa em nha, em cho anh giá chính xác rồi đó. Anh cũng không muốn lừa em đâu, chỉ là anh không có nhớ gì. Chính là kim sa nhiêu? Anh nhớ. Anh lâu nhớ giận của quá. Em không mà. Anh nói thiệt. Quá giận luôn. Hay quá chứ Thiện. Hay quá Thiện ơi. Hả? Anh em phải tung quả mù. Để có cho, cái nào mà để cho người 8 điểm trả tiền. Đúng. Đúng không? Nói hại bạn sao bị ho luôn. Xíu mại thịt quện với tôm gì mà ngon dữ vậy ta. Thường học sinh giỏi á hay đọc bài trước lắm, sau đó ngồi chơi. Còn mấy học sinh khác vẫn còn ngồi làm tới 90 phút sau. Tại vì mấy học sinh giỏi không có chỉ bài á. Để cho bạn tự lập. Hay lắm mấy người nói cho lắm vô là già lát nữa. Lát nữa bắt đầu khóc nha. Mấy bạn học sinh kia đã làm xong chưa ha? Mình làm từ đầu giờ rồi. Rồi, đã xong rồi. Nghe nói ở các lớp trước bạn hay đội sổ phải không bạn Điên? Các lớp trước bạn hay đội sổ phải không bạn Điên? À,
hả? Vậy thì cảm ơn bạn, mình ổn với bài của mình rồi. Đúng rồi, mình không tin bạn đâu. Lấy thu lát không cho sửa nha. Mình tự tin rồi. Rồi tự tin luôn phải không? Rồi ok, để ra luôn. Ok. Mình khe, mình nghe lời cái bạn đội sổ chi không biết nữa. Đúng rồi. Ở trường trước mình được 8 điểm. Bên kia nhìn coi kia. Khe mình nghe lời cái bạn đội sổ chi không biết nữa. Đúng rồi. Đúng không? Ở trường trước. Ê, nhìn bên kia nhìn coi kia. Bên kia nhìn coi kia. Bạn nó ăn gian kìa. Bạn ơi, ngoài điểm học tập còn có điểm hạnh kiểm nữa đó bạn. Phải ghi bạn cái số đầu bài mới được. Dạ. Ủa anh chưa, anh còn. Anh còn phải cân nhắc. Thôi cân nhắc tiếp đi. Mấy bạn học sinh dở hay cân nhắc lắm. Cái bài dễ như vậy mà mấy bạn không làm được hả? Còn loan không mà không làm được. Lưu Hà Trinh đã nộp bài sớm quá. Đúng. Hai bạn học sinh kém vẫn đang làm bài. Học sinh là đội sổ vẫn còn đang làm bài. Nếu mà mình nghe kỹ bài của cô giảng thì mình đã không dẫn đến ngày hôm nay các bạn ạ. Đúng, bài của mình tuy bị bôi xóa nhưng mà có thể là chiến thắng nha các bạn. Gì? Cái gì các bạn ơi, cái gì? Các bạn hơn nghe nó bằng bạn ơi, chính tả mà cũng không đạt nữa. Các bạn. Trời ơi, cô giáo mà thấy cái này là cô giáo trừ điểm trước rồi. Trừ điểm với thành tích đẹp thôi. Bôi xóa quá nhiều đúng không? Dạ, thấy không? Vỏ sạch chữ đẹp đây. Đúng rồi. Chỉ đúng. Có một giá 80 ngàn từ đầu đến cuối rồi. Còn trước đây 800 nèo đúng không? Đúng không? Tôm, ngũ cốc sốt mayonnaise. Tôm ngũ cốc sốt, trời ơi, quá đỉnh luôn, đỉnh cao của đỉnh. Ôi, đây như là một giấc mơ gì đó. Nãy chúng ta đã xong 6 cái món khai vị rồi. Bây giờ chúng ta bước sang món chính và đây là món đầu tiên của món chính. Dạ, bây giờ em hiểu cảm giác bị say nắng, crush là như thế nào rồi. Vừa gặp đã yêu ngay. Muốn ăn ghê gì đó. Em ăn đi. Dạ. Trời ơi thiệt luôn á, giờ anh mới hiểu là em gặp Red là em muốn ăn ngay lập tức á hả? Ngon. Ngon, ăn dạ. Đi. Dạ, từ, dưa lưới là ở New Zealand hả anh hay là đâu? Ở dưa lưới New Zealand mang về đó. Rồi thôi, 1, 2, 3 vô đi. Vô, ăn thôi. Còn nhiều món lắm cho nên anh nghĩ là mình mỗi người làm một cục thôi. Làm một cục thôi. Đẹp. Nào, mình cầm vậy luôn đó. Này em muốn chứng kiến khoảnh khắc này khi mà Chí Thiện làm gì cũng rớt đổ bể. Rồi anh làm đi xem coi có rớt không. Thiệt luôn á. Sao mà rớt được? Hay quá. Nó phải rớt vào trong chén của anh. Anh là anh gì vậy? Đó. Em tưởng anh móc qua hết luôn rồi, mang qua hết luôn chứ. Wow, cảm ơn anh. Anh ăn thử thách với hai cá luôn được không? Anh làm được không? Ủa, luôn, đúng cá luôn. Nó đủ nặng lên mà rớt ở nhà. Về dĩa anh luôn nha. Xuất sắc nha. Rồi thôi lấy một cái thôi. Nó chắc như vậy luôn á hả? Chắc. Vậy là thịt tôm phải rất là chắc ở trong á. Đúng là người ta làm chất lượng đỉnh cao đó. Nào, thử xem mọi người ơi. Ăn theo kiểu này luôn. Bây giờ mọi người chắc chắn ăn tôm trước nhưng em muốn thử dưa lưới trước. Em hay ăn thử cắn hai cái chung lúc á, nó cái vị nó ngon hay lắm. Ngọt thanh quá Ở bên trong cái tôm là đầy thịt tôm luôn. Cái hành phi này nó có vị hơi ngọt ngọt cái nè. Nó giòn rụm nữa anh. Mà mọi người biết không, 160 độ mà chiên đều như vậy hả? Thì lần sau mình tới ăn nó cũng giống vậy luôn. Cái phần này nó đẹp, vừa đẹp mà nó ngon nó chắc mắt à. Muốn lấy lại bài của mình ghê á. Anh ghi nhiêu vậy? Ê cái này là em chỉ anh giá rồi. Nhưng hả? Em chỉ có khi em chỉ anh giấu lại đi. Nhưng mà giá nó đáng. Vì quá ngon. Đúng không? Ôi, cái tôm bên trong cái thịt nó chắc lắm. Ừ, nó chắc mà nó hầu đỏ hồng luôn nè. Một cái mùi thơm. Một cái mùi thơm, hải sản tươi, ngậy lên, hấp dẫn vô cùng. Đúng rồi. À, bên kia là ngũ cốc chiên nè. Vừa giòn rụm vừa mềm thơm, béo ngậy. Xuất sắc. Trời, tôm nó chắc giống như là tôm. Cái tôm nhớ này chắc nó có tập tạ. Nó tập tạ mà nó còn ăn đầy đủ nữa. Cơ bắp nó dẫn, nó chắc nụi chắc luôn nụi. Nó có muối luôn á. Cái này chắc cũng cơ bắp của Dương Lâm chứ không phải cỡ cũng hết rồi. Mình ăn mà Dương Lâm hắt xì luôn á. Với cái món này là chắc chắn là phải một tràng pháo tay cho đầu bếp. Quá xuất sắc, quá tỉ mỉ. Rất lạ miệng luôn, rất lạ miệng và rất là công phu. Cái này là thưởng nghệ thuật. Dạ, chứ không phải là ăn bình thường nữa. Vậy thì mình biết giá nó rồi đó. Đó, mà chắc là 400. Đúng anh thì không, 425. Nãy em ghi nhiêu? Em đâu có ghi nhiêu đâu. Đó. Em nghĩ 400. Em nghĩ 400 tại giá tôm giờ em mắc lắm anh. Mà con tôm tập tạ nữa.
300, 400. Còn đi 800 luôn đi. Anh đang băn khoăn, anh đang suy nghĩ chắc 800. Không, này mắc vậy anh, cái cỡ 600 thôi hả? Cười anh biết. Tiếp tục cá mú Long Hoàng Trân Châu. Không, anh ghi trước đi, anh ghi con tôm đi. Anh ghi con tôm chứ. Thôi để lát anh cân nhắc tiếp. Wow, wow. Khói luôn. Dạ xin phép, cá mú Long Hoàng Trân Châu à? Trời ơi, quá. Có phần đẹp mày không anh? Trân Châu à, em khen ảnh hay khen cái gì á? À, em khen ảnh hay khen cái gì á? Em khen cái món ăn. Thấy em nhìn ảnh. Trời ơi, ngon, cá mú đẹp. Thơm quá. Ừ. Là người, chỉ làm đồ ăn thôi mà. Tại sao phải thẩm mỹ như vậy chứ? Cá mú bóng lưng luôn nè, bóng lưỡng lên luôn nè. Các bạn học sinh thân mến, một người học sinh chân chính là dùng mắt của mình để ghi lại hình ảnh và dùng mũi để ghi lại mùi hương. Ừ. Ảnh làm sao mà bằng con trải nghiệm của con người chứ, xem này. Thơm quá, thơm giá mang. Biết sao không? Học sinh không có giỏi phải ghi nhớ lại, hiểu không? Cá mú Long Hoàng Trân Châu. Trân Châu là cái nào? Ở trong này á, thật ra cái em nghĩ nha, em cũng chờ coi Trân Châu ở đâu, giống như trà sữa không có. Nhưng em thấy á, tại vì cái miếng cá đã săn và nó trắng và nó trong và nó đẹp, nó chắc y như là viên Trân Châu như bảo vật. Mình phải hỏi cái bạn nãy đó, cái bạn mà ấy đó, bạn sẽ giải thích cho mình nè. Anh gì đẹp đẹp hồi nãy ơi. Anh ơi, em đố anh. Ủa? Trân Châu là cái gì? Trân Châu là cái gì? Đố rồi chứ. Trân Châu đó là thịt của cá à? Thấy chưa? Dạ. Học sinh giỏi có tố chất có khác. Em đố anh. Ủa? Cái món này bao nhiêu tiền? Trên dưới 1 triệu đồng à? Là trên hay là dưới? Ai biết? Trên dưới 1 triệu đồng. Nãy anh ghi gì, nãy anh ghi nhiêu? Em ghi 700 phải không? Em ghi 700. Rồi, anh chưa ghi gì hết. Trên dưới 1 triệu đồng. Nãy anh ghi 1 triệu 2 đúng không? Vậy em ghi 1 triệu là nó gần nhất. Đúng không? Ừ. Em ghi chưa? À, xin lại bài được không anh? Không. Dạ không ạ. Rồi. Dạ không ạ. À. Rồi, ok. Vâng, em vâng ạ. Cảm ơn anh ạ. À. Thôi, 1, 2, 3, vô. Thưa anh, hiện nay khói đang nghi ngút mình ăn nhé anh. Đây, cho em cái miếng ngon nhất nè. Dạ, em cảm ơn anh. Cái miếng nó hấp dẫn đó. Thấy nó bóng lưỡng luôn nè. Mời anh. Ăn Trân Châu trước. Đó. Hồi đó hả? Quá đỉnh. Em ăn chả cá Lã Vọng, em nghe nói con cá lăng là con cá mềm ngọt nhất rồi. Em coi con cá mú này nó có hơn được con cá lăng không? Rồi cái mùi thơm như là mùi bơ, như mùi tỏi. Ngon. Ừ, đúng là không cần chấm gì hết. Thịt cá mú nó dai hơn. Ngon. 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 Ngon thiệt. Ôi. Nó ngọt ngào như kỳ lương đầu tiên. Thật là ngon quá. Đây tả hợp lý rồi á. Đúng không? Dạ. Còn cái da thì sao ta? Da nó da giòn, mà cái phần mà anh ăn á nó hơi cháy cháy vàng vàng á, nó giòn rụm á. Cái này giống như người ta nó áp chảo á. Áp chảo, áp chảo sơ sơ á. Ngon. Hồi nãy là em thấy là nó áp chảo xào xào sơ thôi à. Mình ăn cá mú thì thường mình ăn đây mà là con cá mú anh ơi. Này là con thủy quái. Chứ làm sao mà nó ngon mà nó săn dữ vậy trời. Cá mú tươi đó vậy đó. Trời ơi, con cá. Anh chưa ăn con cá nào ngon vậy, con cá này chắc là thủy quái rồi. Cá này vậy mà kêu là thủy quái. Nhưng coi mặt nó kìa, thấy ghê không? Nó cười á. Thôi, em thấy nó hả miệng nó của em, để cái bông lên. Bây giờ mình ăn thử cho nó dễ thương. Mình ăn thử cái phần này nè, nãy cái kia là khác nha. Ủa? Hai cái chế biến khác nhau nha. Ủa? Khoan xí. Bạn ơi, bạn lấy cái miếng nó ở đâu vậy? Đây đây, mình cho bạn đây nè. Đây, bạn thấy không? Góc của mình bị che khuất. Mai mốt cô hỏi bạn nói mình là hành kiểm tốt nha. Ừ, ok. Cô quan tâm tới bạn học trong lớp rồi, nha. Rồi đó. Đây, là cái này là kiểu khác. Đó là chiên. Cái này giống như chiên xả. Xem nè, bẻ ra nè. Đó, nó kiểu đó. Đó. Sau đó là mình sẽ rất là giòn.
không? Ngọt và mềm. Cái gì ở trên nó mà nó có phải là tỏi không? Ở trên cái phần da nó mặn mặn là gì ta? Tỏi phi. Tỏi đúng không? Tỏi đúng không? Ừ. Nó là một món mà trên một dĩa mà làm thành hai kiểu khác nhau. Thông thường là mình ăn như cá bú hấp Hồng Kông là một món thôi. Còn này một con mà làm hai món. Quá đã. Mình qua món mới đi ha. Nốt lại. Trên dưới 1 triệu, anh ấy đã tiết lộ. Trên dưới 1 triệu đồng à? Thôi mình ghi 950 đi. Anh ơi, bạn học của mình đã xong hết rồi. Không biết là anh đã làm bài chưa? Không, anh không cần làm bài nữa. Anh ăn cái đặng, anh đánh tiếp. Rồi, xin mời. Món chính thứ 3. Combo vịt quay Bắc Kinh 3 món. Bây giờ thì trong khi chúng ta đang chờ đợi thì trên tay của anh có hai cái phong bì. Bao lì xì, em cảm ơn anh. Chúc anh năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Rồi. Oh, nó đâu có màu đỏ đâu, lì xì nó màu hồng. Ủa, chứ có gì. Bữa ngon nhớ đời. Đây là hai phần quà của ban biên tập của chương trình Bữa ngon nhớ đời. Để chúng ta tham gia hai cái mini game nhỏ nhỏ. Và cái đây là cái mini game đầu tiên. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái thử thách, có thể là một câu hỏi, có thể là một cái thử thách nào đó của ban tổ chức đưa ra. Và bạn nào chiến thắng thì sẽ nhận một bao lì xì, trong đây có 500 ngàn. Tiếp sức cho chúng ta, tiếp sức cho chúng ta để lát nữa có gì nếu mình không đủ tiền mình cũng góp được thêm chút cũng đỡ. Ok. Nhưng mà có những bạn may mắn là vừa không phải trả tiền mà vừa lấy luôn lúc hai bao. Bây giờ mình chia mọi người. Game thứ nhất, xin mời ban biên tập. Rồi. Dim sum có nghĩa là gì? A. Bữa ăn xế. B. Bữa ăn lót dạ. C. Bữa ăn chạm vào trái tim. Hết, hết, hết. Hết. Chờ. Xin mời anh Chí Thiện. B và C luôn. Trời, yes. Nó phải như vậy chứ. Bạn chiến thắng dựa trên sự đau khổ của các người bạn khác đó. Không sao, chiến thắng thì sẽ có người thua, người đau khổ chứ. Thôi không sao, vẫn còn một phong bì của em. Một cái của anh, một cái của em. Cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Chúc mừng Chí Thiện đã xuất sắc. Món thứ ba, món chính thứ ba, combo vịt quay Bắc Kinh có 3 món. Em đã nghe cái mùi đi từ xa 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 xa. Em đã nghe cái mùi đi từ xa 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 xa. Đây là da bánh cuốn màu bía. Một gia đình em đi ăn á mà kêu nguyên một con vịt ra là ba món này là đủ bốn người ăn luôn á. Bây giờ ở đây xương vịt em muối rồi xong thêm. Nhưng mà cái món này là không thể bỏ qua nè. Món này là cái... đúng rồi, cái này không thể. Em nghĩ là anh Thiện nên ăn cái này trước. Không không không, no no no. Ăn đúng á là mình phải ăn cái này trước này. Anh Điện ăn cái này trước. Sao vậy? Anh Điện ăn cái này trước hả? Đúng. Để anh nghĩ ăn cái món kia luôn. Rồi. Rồi, rồi anh em mình làm đi. Em xin mời cả nhà. Đừng quên chén sốt nha. Chén sốt đó. Sốt này rất đặc biệt nha. Cái này là phải ăn là vì sao? Là vì nó là cái da đó. Lóc cái da nó ra đó. Da có tương đen nè, đó. Gắp cho em nè. Rất đậm đà. Đây em tự gắp. Em xin ạ. Ok. Rồi bây giờ anh quay ngược đầu lại anh kiếm cái nào mình thấy nó da nhiều á. Cái sốt nè xuất sắc lắm nha. Thật ra cái bò biến này là nè, gọi là giống như bánh 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 xèo á. Cái da vịt á, bạn ấy cắt rất cực kỹ nha. Lóc hết mỡ ra mà chỉ còn mỡ, phần giòn thôi, một chút xíu. Nhưng mà vẫn thôi. Giữ chút xíu mỡ. Nó giống pancake của trong mấy cái buffet mình hay đi ăn ở mấy năm sau á. Em kỳ vọng nó sẽ giòn rụm và béo ngậy nhưng mà vẫn giữ được cái ngọt của vịt. Mới vừa chiên xong luôn mà bạn cắt luôn á. Nó hơi nóng nóng ha. Ôi ôi. Cái sốt này mới đỉnh nha. Nãy giờ ăn hai cái mấy cái loại nước sốt nè. Đỉnh nhất không phải là vịt. Ừ, sốt. Mà là vị hành. Ờ. Hành ngọt. Tuyền.
nó làm cân bằng, nó hăng lên, nó bao cả luôn cái vị ngấy của thịt. Cái vị hành xuất sắc quá. Ở mỗi chỗ làm vịt quay Bắc Kinh á, cái nước sốt này á, mỗi đầu bếp sẽ có một cái công thức riêng hoàn toàn và khác nhau luôn. Ăn nhau là cái này nè. Ăn nhau là cái này nè. Em bỏ riêng cho cơm nhiều hơn nè, ở đây có cái thịt vịt nhỏ, các nhỏ nhỏ này nè. Mình ăn thử một muỗng để thử thôi. Anh ơi, cái vịt này nó ngọt lư lắm. Ngọt liếm. Cái thịt vịt á không phải là dễ chế biến đâu nha. Cái thịt vịt, tại vì cái lâu lâu á, nếu mà những cái đầu bếp bị mùi á, nó khó hơn là thịt gà nhiều, nó nặng mùi. Xương vịt rang muối. Nó rang muối nhưng mà họ rang xương, họ chặt có dính miếng thịt nữa chứ không phải là xương không nha. Chứ xương không mà rang muối sao ăn. Xương vịt ngon quá nhỉ. Cái món này chắc món nhậu quá. Rồi, nó nhảy xuống dưới rồi. Nó còn sống á. Cái này anh Điền nó đúng rồi. Món này mà nhậu là hết sảy. mẹ lâu lâu chiều là uống một lon, với mẹ không? Ừ, tức là mẹ uống được nửa lon là nghỉ rồi đó. Anh uống hết nửa lon còn lại. Sau này em thấy sụn gà chiên muối ớt quá ha. Giống anh ha. Nó còn giống cả cái món mà giò heo á. Giò heo ngâm muối xong rồi chiên giòn lên á. Sau này em thấy sụn gà chiên muối ớt quá ha. Giống anh ha. Nó còn giống cả cái món mà giò heo á. Giò heo ngâm muối xong rồi chiên giòn lên á. Giống y chang ha. Mà cái này nó vẫn giữ được cái mùi, cái vị thơm nha. Cái độ thơm của nó. Thịt nó không bị khô nữa nè. Đó. Cái chiên là muối không kéo là một là nó rất là khô, mà hai là nó mất, nó không thơm luôn. Em không thể nào ăn nổi, nó quá no luôn. Nhưng mà em vẫn chỉ muốn thấy được Chu Gia Nhất Phẩm. Quá no. Anh ăn thêm cuốn nữa không anh? Không. Cái này lâu lâu mới được đến. Tất cả đều chờ Chu Gia Nhất Phẩm. Chu Gia Nhất Phẩm Tây Gầm. Dịch này nhiêu tiền? Anh nghĩ con này chắc phải 2 kg mấy. Em nghĩ 2 triệu á. Bởi đâu? Giờ em chấm 1,5 triệu đi. Em nghĩ là ở 902. 900 hả? Thôi em 902 anh triệu đi. Giờ chắc ăn đi. Ừ. Rồi. Món cuối cùng mà cũng là món được chờ đợi nhất của Bữa Ngon Nhất Đời ngày hôm nay. Chu Gia Nhất Phẩm Tây Cầm. Dạ rồi. Rồi, mời em thử thứ đi. Vậy em sẽ thử. Vậy cái con gì ăn thua đây vậy? À, con đâu phải nấm. Trời nấm trời. Thì em để lại cho anh. Em sẽ thử một cái con bào ngư. Bào ngư. Ồ, không biết rằng là bên tiệm của mình có bỏ đủ 3 con không nhờ? Có đủ 3 con, đem mốt cho anh con bào ngư trước cho. À bỏ lắm nè, phải có nè, vi cá, sau đó là sò điệp nè. Hải sâm đâu? Vi cá nó tan ra dưới rồi, không phải nó đâu. Cái này là vi cá. Anh Điền này. Rồi kế đằng kia đó, có cái con gì có gai gai á. Con có gai là uni hả? Ờ. Ồ đúng rồi. Con hải sâm này. Rồi, bây giờ anh tạm đi, để em đưa anh cái càng cua sao. Bây giờ tới anh Điền là chất lượng nhất. Cái chén ăn tạm của mình thấy ghét dễ sợ. Đây, anh Điền là có một hải sâm là đi trước nè. Okay. Rất là bổ. Rồi vi cá kế bên luôn. Bào ngư ở phía trên. Thơm lừng. Một miếng nấm đông cô hầm. Thôi, bự dữ vậy. Đây nè, 2 miếng sò điệp siêu to. Thôi anh không cần sò điệp. Dạ. Cái anh cần cái anh cái xương xa, cái xương xa. Rồi, miếng vi cá siêu bự, vi cá hấp dẫn. Rồi, siêu bổ cho anh. Càng cua lát. Mọi người có ăn ăn giá không ạ? Nè, cho một ít giá điểm lên cho nó đẹp. Đó, nhỏ giá đi rồi. Hấp dẫn nè. Miếng này nữa là xuất sắc luôn. Đây. Thôi anh muốn luôn cho em nè, để không lát nữa Thiện vớt mất cái này đó. Dạ, cảm ơn anh. Cái xương xa này là quý lắm đó. Cho em miếng xương xa với. Đây, lát nữa ăn càng cua. Bây giờ thử một cái miếng còi sò điệp coi nè. Xương xa. Vì cá kêu xương xa. Vì cá của người ta mà mình kêu xương xa. Rồi, đó. Rồi, xong. Bổ quá. Cắt bào ngư ra nhá. Wow. Còn nó chắc và nó cứng chưa nè anh? Hay chưa? Đó, cá. Rất là chắc nịch luôn. Wow. Còn nó chắc và nó cứng chưa nè anh? Hay chưa? Đó. Wow. Chắc rồi. Nhớ thổi nha. Sao vậy? Nóng. Nên ấm ấm nè. Đó. Em cắt làm tư thôi.
Ủa cái nước chấm này nước chấm gì lạ ta? Chắc là nước chấm của món chu gia này nè. Khoan nha, để thử cái miếng nước chấm à. Nước chấm có vị chua nhẹ, giống như có me. Chua chua ngọt phải ngọt. Không? Chua ngọt. Đúng rồi, giống như có me vậy đó. Hình như có gừng luôn á. Bào ngư quá tươi. Mà nhìn hình dáng của bào ngư là biết tươi rồi. Vừa chắc, vừa săn và đẹp nữa. Tiếp tục. Hải sâm. Đây là những cái vật bổ nhất mình hầm chung với nhau phải không anh? Bởi vậy mới nói là nhất phẩm mà. Nhất phẩm, cực phẩm. Anh, em ăn không hết hải sâm là ví dụ là anh cắt đôi hải sâm ăn một nửa được không? Được, đây anh cắt cho. Em ăn không? Em muốn thử một miếng thôi, tại em ăn nguyên một cái con bự vậy. Rồi đây nè, sẽ cắt cho. Em chưa ăn sợ nhỉ? Sợ, nhưng mà em ăn vô thì nó rất, nó kiểu mà hơi sực sực một tí. Ăn vô nó cũng có cái vị rất là khác. Nó hơi nó sực sực mà nó mềm mềm. Nó mềm mềm, đúng rồi. Và nó giòn giòn. Nó không hăng luôn. Yên tâm, nó sẽ không hăng. Đây. Rồi anh cho em một miếng thử coi. Đây anh sẽ cho em một miếng. Cảm ơn anh Thiện. Đây. Thử xem. Có hợp không? Nó có cái hương em chưa bao giờ nghe bao giờ luôn á. Hơi đậm vị nha. Sao? Thấy không? Nó xương xa vậy? Em tả cái đó nó cũng gần không vậy? Không giống xương xa đó. Giống xương xa. Nhưng mà xương xa không phải vậy. Nhưng mà vị của hải sản thì là đậm lắm nha. Rồi, bây giờ anh thử miếng súp nè. Ngon quá. Còn bốc khói luôn. Còn đây là vi cá nha, sệt cùng với giá. Anh ơi, ngộ lắm nha. Cái vị cá đó, em tưởng là nó sẽ hơi dai dai. Em vừa mới bỏ vô miệng. Nó tan mất tiêu. Biết không? Khi mà anh có biết cái này là khi mà cái vi cá, bình thường mình làm mình hầm nhanh á thì nó sẽ là mỗi một miếng dài. Đúng. Mà khi mà mình hầm lâu nhừ ra sẽ nó tan ra giống như cái miếng rồi. Gelatin của xương xa vậy phải không? Đúng rồi, ngon đó. Hay thiệt. Mới làm xong á thì cắn vô nó sực sực. Dạ. Em muốn thấy anh ăn thử cái càng cua. Đây, Chí Thiện ơi. Em muốn thấy nè, Chí Thiện ăn ngon lắm. Đây. Mời Chí Thiện. Xin mời quý vị hãy nhìn. Tôi không biết nó càng cua này, càng cua chắc là cũng tập tạ chung chỗ với Lê Dương Bảo Lâm hay sao mà nó rất là to. Lâm ơi, anh có nhắc về em thì anh chỉ là do anh nhớ em quá mà thôi chứ không có gì hết. Cắn nha mọi người. Em nghĩ là nó sẽ nóng lắm á. Thì thổi. Em ăn đi thịt. Trời ơi, thịt nó dày như vậy luôn nè. Lâm ơi, em không có đồ được vậy đâu. Thiệt. Nó có ngọt ngào như bao lì xì ngày Tết không anh? Nè thử coi. Cái vị hay là thấy tươi rồi đó. Đúng không? Coi nó chắc vô kìa. Khi mà thường nếu mà thịt cua mà nó không chắc là mình cắn nó sẽ bể ra. Cái càng nó vậy, con nguyên con cua chắc nó bự vậy luôn á hả? Anh ăn cái càng bự nè, em ăn cái càng nhỏ. Chắc chắn là con cua to lắm luôn á. Con cua nó bự lắm luôn á. Nó bự như cái mặt của mình luôn á. Nó bự như cái mặt của mình luôn á. Từ đó suy ra giá. Từ đó suy ra giá, đúng rồi. Ủa, hên quá. Nãy giờ chỉ có mình ảnh nhớ những chuyện giá rồi mình ăn xong hồi mình quên mất tiêu luôn rồi. Cái này hải sản mà chấm thêm một chút muối ớt chanh mà không có ớt chanh nên người ta đã khéo léo. Ăn hải sản ăn kèm với lại cái sốt me nhẹ nhẹ hoặc là sốt chanh gì đó là em sẽ hỏi. Rồi, ngon. Trời tan chảy mê chị ê kéo dài, đỉnh của chót. Xuất sắc. Hồi nãy á, trước khi mà cái này ra, em nghĩ nó cỡ tầm 800. Nhưng bây giờ sai rồi, không thể nào 800 được. Mắc hơn á. Mắc hơn nhiều, lớn hơn con số cỡ đâu 1.2 nè, 1.3. Anh cho nó 1.5 luôn đó. 1.5. Anh Điền được đánh dấu đúng á. Ở cái câu cuối hả? Đúng rồi, em nghĩ là 1.5 đó. Anh đánh đóng đúng ở cái mắc nhất đúng không? Đúng rồi, chỉ cần mình vượt qua được cái mắc nhất này thôi, mấy cái quán kia là mình sẽ chênh lệch nhỏ nhỏ thôi. Ok. Chỉ cần mình vượt qua được cái mắc nhất này thôi, mấy cái quán kia là mình sẽ chênh lệch nhỏ nhỏ thôi. Ok. Sửa liền. Sửa luôn hả? Đúng rồi, anh sửa cho 1.5 đi. Là đúng giá nhất á. Nếu mà ghi 1.5 á thì mình sẽ bị gọi là bắt chước ảnh. Mình ghi 1.5 10.000.
Mà cuối cùng nó là 980 là anh sai liền luôn. Vậy thì 1.500.000. Không, 1.500.000 10.000 á. Tôi đưa 50 đi. 1500 thì khó sửa đúng không? 1.500.000 Không, 1590 dễ sửa hơn. Coi như là 1.600.000 đúng không? 1.600.000 Rồi, rồi. À, bữa ngon nhớ đời ngày hôm nay thật sự là một cái menu vô cùng thịnh soạn. Dạ. Từ Chu Dim Sum House. Nhưng mà vẫn chưa no nhưng mà vẫn thấy đã. Vẫn thấy thòm thèm. Thòm thèm. Thòm thèm thêm một miếng di cá nữa. Rồi thôi, nói chứ vậy đủ rồi. Ủa cái bảng em đâu? Bảng em nằm trong kia. Ừ. Anh gì ơi, anh gì ơi. Thôi bây giờ anh với em cộng nhẹ trước đi, coi nó làm sao. Cộng nhẹ đi. À. Dạ em rồi. Cũng muốn có cái bảng của em cộng nhẹ. Chưa. Chưa. Em cộng nhẹ thử đi. Cộng nhẹ đi. Nè cộng giùm anh nè. Đây. 8, 6, 4, 8 nè. 1, 2, 3, 4, 5 5 cái. 5 x 8 trước đi. 6. 1, 2, 3, 4 6 món hơn. À 6 món. 408. 4.200.000 4, 2, 9, 10 90 anh viết chưa đi. Vậy là cái bill ra. Khoan để em ghi trước cái đã. Để em triệu hồi cái bill của em ra em ghi trước. Em xin phép ạ. Rồi. Lấy cái bài thi của em đã anh Thiện. Rồi giờ anh cộng luôn ra. Rồi em đọc đi. 85 cộng 80 cộng 80. Có cộng thuế luôn không? Không. Chưa. Tất cả là mình không có ai cộng thuế đó. Hên xui. 1.500.000 là 1.500.000 Bằng nhiêu? Bằng 3290. 3290. Trời ơi em rẻ anh 1 triệu. Khoan, em cộng thêm 100.000 tiền tiếp được không? Mình đang nói về món ăn thôi. Không, lát mình còn cái bảng cái bill của người ta mà. Để coi nè, cái người mà giỏi nhất lớp coi như thế nào. Của em nhiêu, của em nhiêu? Của em là 4005, em với anh xem nhau. 4005 thì 4290. Không có cửa nào một cái khoảng cách mà nó cách nhau 1 triệu mà có thể chiến thắng được. Đúng, chính xác. Chẳng lẽ mình thua trận này là coi như không cam tâm. Chút đem cởi dây chuyền. Không, nhưng mà em là an toàn á, em nằm ở giữa. À vậy hả? Là khả năng em an toàn rất cao. Yes. Đừng quá đắc thắng. Hên xui thôi. Mà cũng khó nói trước lắm. Rồi, ok. Rồi, xin mời chủ nhà hàng Chu Dim Sum House. Ten ten ten. Giờ xin phép gửi mình menu. Rồi, đưa hóa đơn. Hóa đơn. Rồi. Tổng số tiền 3.637.000. Dạ, là sao? 3.637.000 so với lá của Liêu Hòa Trinh trên lệch tầm khoảng 400. Vậy là ai sai nhất? Cái người sai nhất là cái người 4.290.000. Không, em muốn anh coi anh sai bao nhiêu. Của anh là 4 triệu á, coi như là 4 triệu đi. Còn ở đây á là... Nhưng mà xin lỗi em là chúng ta còn 10% thuế VAT. À, là 363.700 cộng vô là 4.700.000. Phải không? Đấy. Nhưng mà mày đâu có... À, không phải. 4.700.000. 4.700.000. Vậy thì là em là người chiến thắng nè. Ừ, em gần nhất. Trời ơi, học giỏi quá miệng. Chúc mừng em luôn. Đây là mini game thứ hai. Hay vô. Rồi ai sai số sai nhất? Hả? Sai nhất vậy thì bây giờ em phải trừ thôi à. Em chỉ còn cách trừ thôi. Chắc chắn là đây rồi còn gì nữa. Đâu có... Đúng rồi rồi. Đúng rồi. Đâu có tính thuế đâu. Ủa. Trời. Cuối cùng là tổng biểu. Ủa là rồi anh có kinh nghiệm sao anh nói em trước? Anh đâu có kinh nghiệm gì đâu. Mình sao anh ăn nhiều không nói em trước? Trời ơi, ngày hôm nay thiệt sự luôn á. Bữa ăn đúng nhớ đời luôn á. Bây giờ em đọc nè, em đọc giá lại đi Thiện. Đây, giá đọc lại giá nha. Giá từng món là so là... Cho mọi người cùng biết giá ở đây luôn nha. Rồi. Là há cảo thủy tinh là 79.000. Em ghi 85. Anh ghi 80. Xíu mại phụng hoàng là 68.000. Rồi. Ôi, sao em ghi 70 nè. Em 80. Bánh cuốn tôm tươi là 68.000. Em ghi 80. Anh 80 luôn. càng xa đó. Bánh bao kim chi 48.000. Kim xa. Bánh bao kim xa 48.000. Trời, anh ghi tới 80 lần. Chân gà hấp tàu xì là chỉ có 58.000 thôi. Trời, em ghi 75. Ôi, cái đậu hũ kia là ngạc nhiên nhất nè. Có 58.000 à. Hả, em ghi 80. Anh cũng 80 luôn. Và tôm ngũ cốc sốt mayonnaise Hồng Kông là chỉ có 222.000. Tôi ghi 306. Em nói đúng đúng không? Ôi, và nguyên con cá mú Long Hoàng Trân Châu là 865.000. Hèn chi em bị dính ngay con cá này, em ghi có 400. 400.000 hả? Cá người ta 800 mà ghi 400. 800 mà cộng thêm 10% thuế nữa là 880. Ồ, rồi. Sai quá, sai. Tôm bồ vịt quay Bắc Kinh 780.000. Em ghi 700. Trời ơi, anh ghi 1 triệu. Và Chu gia nhất phẩm tay cầm là 1.388.000. Em ghi 1.500.000. Em ghi 1.600.000. Wow, tôi ghi toàn 73 không à. Không có nào trúng hết trơn. Mà tổng ra tôi đúng.
Giọng giỏi lắm. Yeah. Quan trọng là không cần các môn như thế nào, miễn sao trên trung bình là Thiến Thắng. Rồi, đúng rồi. Mình cũng ghi từ lung tung xà beng hết. Ừ, rồi. Nè. Hai đem mình. Trời ơi. Hai, hai điểm vui vẻ. Bạn ấy nè. Không. Bạn ấy rất gần với sự thật. Chọc quê mấy cái bạn học giỏi nè. Các bạn ơi, tục ngữ có câu học tài thi phận. Bạn ấy học giỏi lắm nha mọi người. Đáng cũng đúng rất là nhiều. Nhưng mà cộng lại bạn chất quớt à. Tại vì mình làm sai đề đó bạn. Phương pháp đề A mình giải đề B đó bạn. Ngày hôm nay là bữa ngon nhớ đời đầu tiên nha. Tới đây nè, mình ăn được nhiều nè, ăn được ngon nè, và còn có quà mang về nè, và còn được bạn bao nữa. Trời ơi, hạnh phúc quá. Cái này là đúng là như dự đoán ban đầu luôn ha. Ok, không sao, được rồi. Cởi giùm cái này cái. Cởi sao? Thôi, không sao, không sao. Anh cho mượn. Tổng cộng là 4 triệu nhiêu. Đó. 4.700.000 Thì để lại sợi dây chuyền đi. Là là thế chấp đi, lá em về em lấy tiền lên đưa. 4.700.000 Rồi. Thôi mình tiếp. Mình tiếp thì tao thêm mấy trăm ngàn nữa đi. 200.000 nữa đi. Là 4.200.000 đi. Rồi 4.200.000 đi. 4.200.000 chẳng đi. Ok rồi, về đi. Là coi như 4.200.000 nha Trinh. Để em ghi 4.200.000 trả góp nếu mà 6 tháng. Cái gì vậy? 42 chia 6 là bao nhiêu ạ? Thôi bây giờ anh cho em mượn trả góp 3 tháng thôi nha. Rồi, rồi anh cho em mượn. Tài chí thiện cho mượn 3 tháng gì? Thiện cho mượn 1 triệu thôi. Cho mượn 1 triệu thôi. Thế còn mượn 1 triệu còn tôi bỏ thêm 3.200.000 Rồi, bỏ ok. Người ta nói mặc màu đỏ chứng tỏ may mắn mà. Ghê. Hôm nay coi như thủ nguyên bộ đồ đỏ luôn. Em biết bị gài rồi. Vậy là anh thắng lời nguyên là thua rồi đúng không? Anh đâu biết. Kết quả cuối cùng là vậy rồi. Trời, giờ còn hỏi nữa. Không sao. Một chút lòng thành của em mời cho các anh ăn để bổ não. Đúng rồi, còn 25. Trời ơi, nó ác thiệt. Thôi, nói chung là em gái lâu lâu gặp hai anh trai đã giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Thì 4.200.000 cũng không có bao nhiêu. Đúng rồi. Chỉ là 6 tháng thì cứ hút của em thôi, mai em nhịn ăn sáng. 6 tháng là ổn thôi, không có gì hết. Rồi thôi. Chủ quán ra liên hệ với cô mặc đồ đỏ, cô đẹp nhất ở đây luôn. Dạ. Trong ba người hôm nay cô này đẹp nhất. Đó. Cái thẻ tín dụng mình cài mình trả góp được 6 tháng phải không anh? Dạ, cái đó là chủ thẻ trả. Dạ đúng rồi, lát nữa liên hệ sau anh nha. Dạ. Cảm ơn anh à. Đừng, nhớ khóa cửa nha. Phải lấy liền. Chỉ chạy cũng lẹ lắm. Phải lấy tiền luôn à? Phải lấy liền chứ không ấy không ổn đâu. Anh nói thật sự luôn, không ổn. Không ổn anh, tháo giùm em cái này đi. Rồi đi, mình cầm cái này trước. Anh giữ giùm em cái sợi dây chuyền này ha. Sẵn đang đây, đang phát sóng chương trình thì xin quý vị quyên góp cho bữa ăn nghĩa tình cho em Si Liêu Hà Trinh có tiền trả nợ. Không, bây giờ đi kiểm tra coi nè, coi phải dàn thiệt không nè. Dạ không, cái này là chứng cứ thôi, là em sẽ quay lại lấy thôi à. Trời ơi, đưa cái chứng cứ có 420.000 sao tao lại lấy. Cái này làm được khuyến mãi ở Phú Quốc nó hiểu không nè. Dạ. Không có chừng nha, này cho bà Diễu người ta bỏ đóng người ta bán nhiều. Anh này nghi ngờ em lẻ rồi. Đó, dạ anh giữ giùm em cái này ngang rồi, cái gì em quay lại anh nha. Dạ. Anh cứ giữ đi, anh cứ giữ đi. Đâu, anh yên tâm. Em là người có uy tín. Không, nói chung là hôm nay lên hình lên sóng rồi. Tất cả cái này là những hình ảnh lưu giữ trên sóng cho nên em yên tâm nha. Sao đâu, còn nếu mà Liêu Hà Trinh không quay lại thì thôi đó. Dạ, thật ngại quá. Em cũng biết chỗ em kiếm rồi đó. Là em kiếm chí thiện á. Tôi kiếm thiện. Hai người này bạn nha, tôi không quen biết gì, tự nhiên rủ vô đây chơi game xong thôi đi về, tôi không quen biết gì đâu nha. Đúng rồi, mình ăn no thôi mình đi về thôi anh đây. Sao mình rủ nhau đi uống trà sữa được. Chu Gia ơi, Chu Gia đừng có kiếm em nha Chu Gia. Nhưng mà bữa ăn ngon thiệt. Bữa ăn ngon, quá hợp lý. Đáng tiền lần sau em sẽ ăn một mình. Đây mới chính xác là bữa ngon nhớ đời của Liêu Hà Trinh. Dạ đúng rồi. Còn đây là một cái bữa ngon mà rất đáng nhớ của hai anh em mình. Nhưng không có chữ đời. Đúng rồi, không cần chữ đời. Mọi người tươi quá ha. Vui. Yeah. Hai điểm. Hai điểm mà vẫn thắng. Hay thiệt chứ, công nhận mình đoán tới đoán lui trúng thiệt ha. Trúng thấy chưa? Anh Tạ có kinh nghiệm là tống thuế đó. Trời đại kẻ cù cờ. Đâu 3.670.000 cái ba la lên mà thắng liền rồi thôi em. Sao? Dạ đây. Nước mắm này mặn lắm nha. Dạ. Nó mặn lắm, mặn mà đậm đà lắm. Nó sẽ cứu lại cuộc đời nhạt nhẽo của em hôm nay ạ. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là bữa ngon nhớ đời tuần này sẽ được khép lại tại đây. Có thể nói là bữa nay đúng nghĩa là một bữa ngon nhớ đời thiệt sự luôn. Ăn quá nhiều món, những cái món phải nói là cực phẩm luôn. Và rất là vui với Chí Thiện và Coleman, rất là vui. Tại vì chắc chắn là Chí Thiện cũng như Coleman ít có khi mà được ăn mà một cái bữa cực phẩm như vậy mà chúng ta không phải trả tiền. Không phải trả tiền, đúng rồi. Và ngày hôm nay là một cái ngày rất là đáng nhớ, là Trinh mời hai anh em chúng tôi ăn. Yeah. Cuộc sống cười sao đến ta chào kết là vui vẻ đấy. Vui vẻ đi, vui vẻ. Anh đợi biên tập ấy, với lại người dựng ấy, để cái bài nỗi buồn rơi dưới gót giày á vô đây cho nó hợp cảnh. Rồi. Dạ. Nỗi buồn qua phượng đi. Dạ bữa ngon nhớ đời. Trời ơi, anh vui như vậy luôn á hả? Không, mình kết thúc đi, em về em lấy tiền nè anh. Thiệt sự dạ. Luôn á.
Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Chúng ta sẽ còn rất nhiều bữa ngon khác nữa. Và lần sau nhớ cộng thuế khi mà chúng ta nhận cái bill tiền quý vị nhé. Kinh nghiệm đúng chính xác luôn. Ban tổ chức lúc nào cũng bắt cho mình phải có một cái thử thách bằng đầu tiên vậy đó, là phải đi kiếm một cái quán mà nó không có cho địa chỉ. Giận ban biên tập luôn à nha. Nhiệm vụ gì đây? Anh sẽ cho Linh Ly ngất ngây vì anh. Ngất ngây vì anh. Tình nguyện ôm Linh Ly 3 lần. Đón xem tập 4 Bữa Ngon Nhớ Đời phát sóng vào lúc 19:30 Chủ nhật ngày 9/5/2021 trên kênh HTV7. Bữa Ngon Nhớ Đời xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Bữa Ngon Nhớ Đời, do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Đường Quân thực hiện, với sự đồng hành của nước mắm Nhĩ, cá linh, Mekong Colorman. Chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời được phát sóng vào lúc 19:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Bây giờ thì Colorman, Liên Hà Trinh và Chí Thiện xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hẹn gặp lại quý vị. Quá vui. Nước mắm Colorman đậm đà hương vị truyền thống.